Sài Gòn, thủ đô Việt Nam tự do, đương cầm cù làm việc để thoát cảnh rối ren gây nên bởi 9 năm chiến đấu chống Việt Minh Cộng sản định thôn tính đất nước. Thủ tướng Ngô Đình Diệm ra sức thống nhất xứ sở và củng cố nền độc lập với thu hồi. Toàn dân hân hoan về những công trình đã thực hiện được, cũng như hiểu rõ những nỗi khó khăn của thủ tướng nên đều triệt để ủng hộ ngài. Trong khi đó, vài nhóm võ trang cố bám vào những đặc quyền lạc hậu, đòi duy trì những bộ đội tư với khu vực riêng biệt để bảo vệ quyền lợi cá nhân của họ, không chút quan tâm tới quyền lợi chung của dân tộc. Sài Gòn vẫn tiếp tục công việc hàng ngày và thủ tướng Ngô Đình Diệm, vì muốn tránh cuộc đổ máu gây thiệt hại cho dân chúng, đã ráng sức tìm một giải pháp hòa bình. Nhưng những lời kêu gọi hòa bình của thủ tướng đã bị hiểu lầm là một dấu hiệu nhu nhược, nên